Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì bữa nay anh em của mình sẽ làm món tôm sốt Thái cho các bạn coi, làm giống như của anh bên người Thái nha các bạn. Tôm là mình để sống, mình trộn gỏi. Tôm này thì mình mới vừa mua ở dưới cảng Sao Mai lên luôn nha các bạn. Bữa nay thì ở dưới cảng ngư dân đóng đáy khơi người ta có lên được một ít tôm các bạn. Ngày mình mua một ít thôi chứ thực sự là người ta lên rất là nhiều. Mình định mua mực tuột về làm các bạn nhưng mà mua không kịp, người ta mua hết rồi. Bây giờ mình mua tôm mình làm luôn. Món này nhìn nó đơn giản mà gia vị nó cũng cầu kỳ nha các bạn. Bạn gồm có nước cốt chanh để mình nhúng vô cái con tép cho nó tái lại các bạn. Thì có hành tây, hành tím, rau thơm, ngò rồi mình sắc nhuyễn vô các bạn để vô cho nó thơm. Với như bạn nào thích ăn chua thì mình có thể là xoài mình sắc sợi á. Rồi muốn ăn cho đỡ ngán thì mình cho dưa leo cà rồi vô. Này món này ăn cơm cũng bắt lắm nha các bạn. Ăn cơm còn không là mình làm món nhậu thì thôi rồi luôn. Nhậu không say không về.
rồi món ăn của anh em mình làm xong nha các bạn. Này để anh Tả Mèo anh ăn trước nha các bạn. Này món ăn này của anh Tả Mèo làm nha các bạn. Ăn thử cái vừa có tôm vừa có ấy kìa, nó ngon. Mình nhắc thế nào? Tuyệt vời luôn nha các bạn. Này anh Đá Mèo làm món tôm sốt Thái nha các bạn, làm tôm sống luôn. Mình muốn ăn miếng thì thấy sao? Ngon quá. Cái giờ vừa anh thấm này mình cầm ra hai đôi đũa mình thấy bóc ăn ngon hơn các bạn ơi. Các bạn thử con tôm, thử con tôm với miếng rào. Ngon lắm các bạn ơi, nó không có tanh nữa bạn, ngon lắm. Ngon quá, quá đã các bạn ơi. Phải ăn miếng nữa mấy bạn ơi, ngon quá. Cái này mà bạn nào thích uống thêm miếng rượu nữa cũng ngon lắm các bạn, khỏi nói luôn. Thử uống miếng đậu hành. Tuyệt vời luôn mà. Này nha mấy bạn, làm miếng nữa nha. Quá đã. Còn cái dĩa tôm luộc này nãy mình mua mà làm thấy nhiều quá. Chừa lại miếng tôm này luộc các bạn. Tôm cười ngọt quá. Món tôm sốt Thái này là anh Tả Mèo làm nha các bạn. Hôm trước có video là anh Tả Mèo anh nói là anh làm món này nhưng mà tới bữa nay mới có thời gian rảnh để làm các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Dĩa tôm luộc chưa có ăn hết, no quá. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau nha. Chào các bạn. Chào các bạn.